Chào mọi người. Như các bạn đã biết thì ở thời điểm hiện tại Lu đã ký hợp đồng stream trực tiếp ở trên Buja. Nếu như các bạn muốn ủng hộ Lu hay là muốn xem các nội dung như là talk show, trả lời câu hỏi, phân tích, dự đoán, chơi game thì các bạn hãy đến với đường link Buja Lu để bên dưới phần miêu tả nha. Tất cả những nội dung này sẽ chỉ phát trực tiếp ở trên Buja mà thôi. Rất hy vọng là gặp được các bạn ở bên đó. Còn bây giờ thì xin tạm biệt. Thôi lại xong rồi thằng nào cũng sợ. Còn cái Pico Leona làm gì? Người nào đó chơi. Cơ hình ở đâu nha, sẽ thay thế rất là nhiều người vô. Căng. Teaser căng quá, Quan trọng nhất là cái game bên hao này gần minh à không phải gần 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 net net ở quận 10 đúng không? Game bên hao này ở quận 10 đúng không? Có thằng Khoa ra đó, quan trọng là mình chơi như thế nào chứ không quan trọng là cái kèo nó quýnh mặt hay là em sợ cái gì đó, không phải. Phải là kiểu mình chủ động. Nhớ nha. Để. Rồi ok. Hậu cứ kế cái hết tin như được nha hậu. Hậu nhỏ chơi thì rất cẩn thận nha. Ok. Sẽ không ai lên khả năng cao lên chơi luôn rồi đó. Quýnh chiến từ từ thôi nha em. Ok. Nhớ quơ cái chỗ bụi kia cho mình nha. Ok ok ok. Khoa là còn em là phải canh quơ dưới á, quơ trên á. Nè một quơ bụi. Luôn. Cố lên nha mọi người. Mùi nhạc. Anh nghe bấm mẫu lên từ từ đây anh ơi. Rồi anh bấm bình không sao đâu. Rồi anh giữ ở đây đâu, để em tao nó bài chia lại ba cái. Rồi à, anh giả bộ nhích xuống dưới nè, anh giả bộ nhích xuống dưới cho nó nhích qua em nè. Ok ok. Hay. Đó nó chưa qua luôn á. Chiến tay luôn. Nó mất tôi luôn nè. Bày ra anh nha. Phối hợp nhịp nhàng như đẩy xe hàng luôn. Hai cái tóc biến. Một con xe. Ê quay bóp to rồi anh em ơi. Thôi em ơi thôi. Nhưng mà nó lùi rồi, nó nhấp lùi rồi, để nhấp lùi rồi. Dây ba đằng sau nha, mấy dây ba đằng sau có tốt cái nhìn được không? Tốt. Thôi em tao không clear được không? Anh lùi đi. Mấy nó bắt đầu xuống rồi, lê lại nè. Đâu, cái nhìn. Mày cao ta lại được không? Tele nè. Còn full á. Dây ba đập giáp kìa, còn combo. Còn không em? Ừ, pha fail tự nhiên mất cái phát của con nhỏ. Dugan ra đi chung này, đừng có... Gián này bị Levi đánh ngợp quá. Ờ, bạn này mình quấn luôn thì sao, con bò chứ xin ra không gỡ. Quấn luôn thì được á. Xin ra có đồng hồ nha. Ép con nha, có thể ép Baron nó dụng ra, đánh mình đó. Bò lánh luôn, Bò. Lùi tới. Ai đây không gỡ? Á, cầm bát mà đánh được có con bò đang bật bất khuất. Cái nào canh ném rồi chắc như nào. Sau gián này bên phía FDC đi ra nhà xin rửa mặt thấy Levi đang núp trong đó găng luôn mà. Top nó này nào, nhìn top nó này nào. Anh làm cái em chơi quá. Em Elas này nào, theo được kịp không? Em chơi đây. Gần nó kìa. Đó anh em ơi. Nhân này bị ao trình. Gì nhường tàn nhường thế trận nó không mà. Không bị bắt mấy quả ẩu á. Bị bắt mấy quả mất kiểm soát sông dưới á. Bị bắt mấy quả đó ẩu á. Có hai em ơi đánh này, hậu rõ ra. Cho anh hỏi nè. Anh dặn cái gì rồi, em làm cái gì? Em bơi chơi mấy này đúng không anh? Bơi chơi được mấy nào? Rồi, anh chơi mấy này. Cho anh hỏi đi. Nãy anh dặn sao? Trả lời nữa chưa? Rồi boss sao?
mất chay rồi nó giữ quay về sao? Giữ quay về không xuống đánh đó. Biết chơi không? Biết chơi game không? Căng căng. Cậu biết chơi không? Anh chỉ tới mức độ đó luôn rồi đó nha. Vậy thì sao không chơi lớn mẹ cho rồi đi, kêu ra quýnh 22 cho rồi. Có làm tiếp không? Hay là để im? Rồi ai tự chơi? Ngửi ngào đó chơi. Vậy sao quýnh được? Đó là giống vậy đó. Vậy giờ nhớ cái gì? Rồi có ai kiểu thần rồi ui cái tích quay vậy? Im luôn. Còn cái bích Leona làm gì? Bích Leona làm gì? Có chay trên lane không? Có giữ đính ngang ngang ngồi chay không? Có elephant nào vô đây không? Có quýnh vô con bò đó không? Có được con bò đó cái nào không? Chị quýnh Leona làm chi? Mà không ai tôn, không ai nói cái gì luôn, im luôn. Để làm cái rồi thua. Rồi cái đi cày nhát rồi đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, đi qua, đi lại. Xong rồi thằng nào cũng sợ. Không có thằng nào cầm con tướng mở cơm bát mà dám mở luôn. Đi qua lại ngồi chờ. Xong đi vô bụi dài xong con bỏ combo 2 xong mít luôn nó rờ mất rọc, mất luôn cái chỗ mít luôn. Ủa là đem căng mà gì đấy? Chửi căng, không chửi này không có. Không? Sợ cũng chết. Không cần chửi thề mà chửi kiểu này căng lắm. Sợ cũng thua đó. Vô xong lên đụng hổ báo quấn một bột luôn đi. Sợ gì? Sợ làm gì? Anh chồng ra sâu luôn rồi, anh bơ. Đây. Lỗi nha, lỗi sai nha. Đây rồi. Có bị gọi nghe bia sau nha. Cái này cái này không gờ. Vigo lấy hồn nè. Ê canh nhìn Vigo được không em? Dùng Vigo được không anh em? Đang qua là đang tới là đang tới. Cái này xin ca không gờ. Lại. Bỏ cái lát. Nãy nghe. Bỏ cái không gờ. Con xin nó bên cạnh ngủ. Ngồi biển bia mở cái này đẹp quá. Cái này thiệt ba. Nhưng mà con flash không né được là dở. Bia mở đẹp nhưng mà chết con flash. Canh đi nghe dòng trâu quýnh được nè. Canh đặt màu con mắt đi, mình có ta le nè. Canh màu đặt màu con mắt đi, nó lên thì mình lãnh luôn. Đây bọc sau được nè. Canh xuống đi. Nó ép tiếp nè. Đây hồng lá có đồng hồ. Đây hồng lá đó. Chưa. Kenen không có đồng hồ á anh em. Đánh thẳng vô thằng top với thằng AD nó thôi. Anh vô nè. Tên top rồi đó. Nhưng ui, thấy đâu cả. Phía bên trong kia chỗ của bão sấm sét và đó thực sự là một cái bão sấm sét. Ôi làm màu này căng ghê. Làm màu xanh đỏ này nhìn căng quá. Ok, cái pha cuối này là team thua mà côn được vậy là ok rồi. Nhưng mà nhìn chung là cái vấn đề của VSET thì mình nói mấy mùa rồi. Trận này không phải là do thua im đâu. Có kèo này hơi ao trình xíu. Để coi mấy trận sau giao tiếp làm sao. Mình bị gam dập cú này nặng quá. Mất tinh thần. Đi bộ ra từ ra luôn. Chữ là mấy con hả? Không có liên quan. Ủa anh chỉ cho em chơi game mà em không biết chơi hả? Nó hiện cái sao ra đây anh nói quá trời luôn á. Sao vô giải em đéo làm cái nào vậy? Rồi sao cái đây ngồi nhìn mặt mấy ngu vậy? Công ty mình đợi. Không có làm gì hết anh đợi. Nó vô đây. Rồi chết. Chỉ có team mình thôi đó. Hai lần luôn. Game 1, game 2. Chỉ có team mình mới ngồi đợi ta giết mình thôi đó. Nếu á mà từ giờ đến hết mùa đông này mà không thay đổi á thì khả năng cao á sẽ không còn cái đội hình nữa đâu nha. Sẽ thay thế rất là nhiều người vô.
Tới mùa xuân mình hay thấy rất là nhiều người vô á. Tới đó anh không có tình cảm với bất cứ thằng nào đâu nha. Cái nghề nó là vậy đó. Giờ đang có clear nè, kích dẹt nè, BOTM nè, địa 1 năm nè. Gần đủ đội hình đã, đừng gần đủ đội hình rồi. Đội hình này đang thiếu top thôi à. Thiếu mỗi ba gà đúng không? Hết mùa đông này mà không có cải thiện là clear kích dẹp BOTM để 1 năm. Đội hình này thì đang lũng rừng top. Kinh nghiệm của ba gà cho đi rừng ok hơn. Đường BOTM lên top đúng không? Tạm tạm á. BOTM đi mid đợi thằng địa đúng không? Xong rồi tới mùa hàng địa vô nữa là gọn đội hình. À để coi còn đội này còn có mấy dự bị không? Chi thi non khó. Còn nào nữa? Ember, Glider, Free Agent. Thật ra thì cái chuyện mà up mấy đoạn là như vậy có ảnh hưởng tâm lý. Anh nghĩ là không ảnh hưởng tâm lý đâu. Tại vì cái này là sau khi thông thường là sau khi nói xong sau trận đó là thôi, hiểu rồi thôi qua trận khác. Tức là những gì mà nó diễn ra trong phòng thay đồ xong rồi thôi, chứ cũng không có vấn đề gì. Cho nên là thể thao thì mấy cái clip trong phòng thay đồ thì vẫn leak ra hoặc làm phim tài liệu như bình thường mà. Nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đó. Chỉ có một số cái mà nhạy cảm quá thì không nên bỏ vô mấy cái phim tài liệu này thôi. Hồi đó thì không biết anh em có biết không, Team Liquid nó có một cái phim tài liệu mà kiểu như là huyền thoại của tan vỡ. Bao nhiêu cái gì nhạy cảm nhất mà làm hại hình ảnh của một thằng game thủ nhất, nó tung lên luôn. Hình như là đó là nó, cái tên phim gọi là Wrecking Ball, gọi là thời điểm tan vỡ của Liquid với thằng Đa Đốc thì phải. Nhưng mà cái này của bên các đội VCS hay FBC làm mình thấy bình thường. Đánh ngu rồi. Mà anh em thấy không, thằng Sẹt, những cái mà thằng Sẹt nó chửi á, những cái của thằng Sẹt nó chửi là hợp lý. Những cái đó là phải chửi. Nói chung là không chửi nặng nề, không dùng từ tục tiểu, không xúc phạm gì thôi. Nhưng mà nếu như mà đó là một cái bài mà đã chuẩn bị trước, vô đúng cái thế đó mà huấn luyện viên đã chuẩn bị trước mà vô game làm không được thì chửi như thằng Sẹt hồi nãy là còn nhẹ. Nặng nề nhất mà nó, từ nặng nhất nó dùng chỉ là cái gì ta, biết chơi game không thôi. Mặc dù câu đó nghe nó cũng căng á, nhưng mà nó mình thấy là thằng Sẹt chửi vậy là cũng không có gì quá đáng cả, bình thường. Mình nghĩ là chắc là nhiều khi mà không có camera quay thì có thể là có chữ thề nữa, nhưng mà nó cũng chẳng có vấn đề đâu. Mình thấy là trong thể thao mà mấy cái tình huống kiểu như thế này mà chữ thề một vài câu không có vấn đề đâu. Đừng có nhiều quá, đừng có liên tục, hay đừng có xúc phạm cái gì nặng nề quá là được. Còn chuyện chữ thề thì bực bội lên chữ thề vậy tí.